Kem 4K Plus đỏ dùng để chị mụn được biết đến, không chỉ là người bạn đồng hành của chị em, mà còn được các đấng mày râu vô cùng yêu thích. Sản phẩm này hiện đang được bán rất chạy trên thị trường. Không những thế, kem trị mụn này còn đem lại rất nhiều công dụng khác nhau đến cho làn da. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng kem trị mụn 4K Plus đỏ. Đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trị mụn 4K Plus đỏ được đánh giá là dòng kem trị mụn hiệu quả, không phải bất cứ loại da nào cũng hợp kem, tuy nhiên nó phù hợp với phần lớn nhiều loại da bị mụn. Hầu hết mọi người sau khi sử dụng đều thấy giảm mụn và thâm một cách rõ rệt. Đó là lý do mà bạn nên dùng thử sản phẩm này, vì dù sao thì với làn da đầy mụn cũng khiến cho bạn không được đẹp rồi. Nên ngay khi biết mình bắt đầu bị mụn, thì bạn nên sử dụng ngay để chữa trị mụn càng sớm càng tốt, chứ để đến lúc quá muộn có khi lại khiến bạn hối hận và tiếc nuối rất nhiều. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem trị mụn 4K Plus đỏ. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình, điều quan trọng nhất là nó điều trị mụn nhanh và hiệu quả. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm kem trị mụn 4K Plus đỏ, thì mua của shop mình hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng làm giảm mụn, mờ thâm và hết hẳn sau một tuần sử dụng, và bên cạnh đó nó còn giúp da trắng mịn, trắng nhanh và hồng hào, da căng mướt hơn nữa. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là làm ẩm và mềm da, giữ cho da luôn căng bóng mướt mịn, cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn, không khô ráp nữa. Khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem trị mụn này đều khen cả với nhiều tính năng chăm sóc ngăn ngừa mụn hiệu quả, bên cạnh đó là khả năng làm trắng mịn da cực tốt thì không thể chê vào đâu được. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem trị mụn 4K Plus đỏ về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn nhé. Kem 4K Plus đỏ 5X hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus đỏ 5X hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.